sinh. Chứ cô chưa có một cái câu chuyện là gì, là trường chúng tôi sẽ xây dựng là cái đề cương để đào tạo cho trẻ con, để đào tạo cho học sinh chúng ta cái kỹ năng. Thực ra các cô nói học sinh nghe lắm, nghe hơn bố mẹ rất là nhiều. Chúng tôi về, chúng tôi có thể nói là con không được xem chương trình này, con không được xem chương trình kia. Nhưng rồi đến lúc không có mặt mình ở đấy, các con lại xem. Nhưng nếu các cô chỉ cần nói là gì, các con về nhà, các con không được xem các YouTube của người lớn, các con phải quan sát tuổi trước khi xem các video clip đấy, và các con chỉ được xem những clip mà phù hợp với độ tuổi của các con. Sau đấy nếu như các con mà xem những cái chương trình quá lớn tuổi mà bố mẹ phản ánh với cô, thì cô sẽ có biện pháp lên lớp, các cô sẽ chấp nhận. Thì cô phải nói chắc chắn các con không được xem, bởi vì các con ở trường các con tôn trọng các thầy cô lắm, các con nghe lời thầy cô chứ các, bởi vì là phụ huynh không có kỹ năng nào mà giáo dục, thế nên là khó, rất khó truyền đạt cho con những cái ý tưởng, những cái câu chuyện như thế. Thế nên là dẫn đến là tôi thực sự là tôi thiết tha người xem cái việc bảo vệ con em trẻ con là nhiệm vụ duy nhất và gần như là khó mặt cho phụ huynh nữa, và nó là vấn đề xã hội rồi. Đúng rồi, nó là vấn đề xã hội rồi. Thì chúng ta cần xây dựng được cái chương trình khung đào tạo cho các con, đặc biệt là kỹ năng là phòng chống những cái sự kích động trên mạng internet, trên mạng xã hội, để các em thì có con người nào có sức đề kháng nói như cô Liễm, nhưng để mà khơi dậy được cái sức đề kháng đấy, để cái sức đề kháng đấy nó chống chọi đúng về căn bệnh thì một bước từ đường đúng không, thì rõ ràng là gì, là cần sự hỗ trợ của nhà trường cũng cộng thêm là các cái tổ chức xã hội nữa. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới mong muốn có được cái môi trường internet an toàn. Và có thể nói là cái phòng ngừa và biện pháp giáo dục là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Và ở một góc nhìn khác ạ, thì như ít phút trước đây thì luật sư cũng vừa phân tích là chúng ta chưa có những cái chế tài cụ thể để mà xử phạt những cái hành vi vi phạm trên không gian mạng. Vậy thì theo ông thì thời gian tới thì các cơ quan chức năng cũng cần phải làm gì để khắc phục cái tình trạng này, và trước hết là về vấn đề về cái xây dựng pháp luật? Về vấn đề xây dựng pháp luật thì chúng ta phải nói là chúng ta được xây dựng một cách chung chung nước. Chúng ta đừng kêu gọi một cách chung chung là gì, chúng ta sẽ bảo vệ trẻ em bằng những cách chúng ta dành tất cả sự tốt đẹp cho trẻ con, và chúng ta hãy dùng phần những biện pháp cụ thể, ví dụ như xây dựng các chương trình tuyên truyền giáo dục pháp luật cụ thể đến từng nhà trường. Chúng ta biết là tại sao trẻ con nước ngoài người ta rất ít vi phạm pháp luật, bởi sao, bởi vì ngay từ bé đã được giáo dục cái cách thức là gì, tôn trọng bản thân mình. Khi anh tôn trọng thì anh sẽ không bao giờ xâm phạm đến người khác, đấy là điều cốt lõi lớn. Thế thì khi đầu tiên là giáo dục như vậy, sau đấy nếu trong trường hợp mà chúng ta phát hiện ra các cái sai phạm, đặc biệt là việc đăng tải các thông tin không đúng với pháp luật, thì chúng ta cần vào cuộc xử lý. Chứ bây giờ nếu tôi phải nói là nếu con tôi mà xem các video xấu độc tôi chẳng phải báo với ai luôn, không biết đi báo công an phường hay công an quận hay là lên báo lên bảo vệ trẻ em hay báo ai cả. Chúng tôi cũng không thể cóp các cái link lên xong rồi chúng tôi gửi lên công an phường quận để xác minh để xử lý được. Đấy, đấy là cái mà tôi mong muốn là gì, có cái hành lang pháp lý, có cái quy định pháp luật cụ thể là gì, khi phát hiện cái xấu độc như vậy thì chúng tôi được đi báo với ai, chúng tôi liên hệ với cơ quan nào, và cơ quan đấy phải tiếp nhận nó như thế nào và xử phạt xử lý ra sao. Nếu hành chính thì hành chính, còn nếu mà hình sự đủ yếu tố cấu thành đưa thông tin trái phép lên mạng máy tính thì phải xử lý. Xử lý xong đấy là chúng ta công khai để mang tính chất răn đe và giáo dục chung. Có như vậy thì chúng ta mới hạn chế được cái hiện trạng, cái tình trạng như bây giờ. Như vậy là theo phân tích của luật sư thì bên cạnh cái việc là phòng ngừa và biện pháp giáo dục là cần thiết, thì bên cạnh đó chúng ta cũng phải xây dựng những cái điều luật cụ thể để mà thể chế tài để mà xử lý được những cái hành vi vi phạm này. Và xin cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình ạ. Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chuyên mục tư vấn sức khỏe đường tiết niệu, chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm chữa trị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không tự chủ và bàng quang tăng hoạt của AB. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của bác Vũ Thị Xuyến, 67 tuổi, ở tổ 7A, phường Trần Nguyên Hán, thành phố Bắc Giang. Ban ngày chỉ khoảng 1 tiếng, hơn 1 tiếng là bác phải đi tiểu một lần, ban đêm cũng phải thức
để đi tiểu tới 3 đến 4 lần, khiến bác rất mệt mỏi và khó chịu. Bác cảm thấy xấu hổ, thiếu tự tin, chẳng muốn đi ra ngoài, vì lúc nào cũng cần tìm nhà vệ sinh để đi tiểu. Sau đó may mắn bác được biết đến sản phẩm ích niệu khang có chứa Goles, chiết xuất hạt bí đỏ và mầm đậu nành, sản xuất từ Thụy Sĩ, đặc biệt sử dụng giống bí đỏ Escort của châu Âu. Cho hạt chứa đầy đủ các hoạt chất sinh học, có tác dụng chuyên biệt giúp phục hồi chức năng bàng quang, giảm co thắt, tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện và tăng sức cơ vùng trậu, nâng đỡ bàng quang. Nhờ đó giúp giảm rõ rệt số lần đi tiểu ban ngày và đêm ở cả nam giới và phụ nữ. Đặc biệt, Goles đã được chứng minh lâm sàng tại Hàn Quốc và Nhật Bản, cho kết quả 96% số người sử dụng giảm rõ rệt số lần đi tiểu đêm, giảm từ hơn 3 lần xuống còn 0 đến 1 lần. Số lần đi tiểu không kiểm soát trong ngày từ hơn 8 lần xuống còn dưới 2 lần. Sau khi tìm hiểu và sử dụng ích niệu khang, tình trạng tiểu nhiều, tiểu đêm của bác đã được cải thiện rõ rệt. Bác Xuyến chia sẻ. Bác cảm thấy là rất chung chi thoải mái vì trước kia đi cũng như 2-3 lần thì mình cũng được. Hy vọng nhiều người bệnh như bác Xuyến cũng sẽ sớm sử dụng ích niệu khang để không còn phải lo lắng về chứng tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu sớm, tiểu không tự chủ và hội chứng bàng quang tăng vọt.